Thủ Đức là phải đu đêm, đi rồi mới biết nhiều cái vui ha. Bây giờ hiện tại là 11 giờ đêm nha. Cái đường Hoàng Diệu 2 là tắt đèn tối thui luôn. Nhưng mà duy nhất có cái tiệm này là mở đến 2-3 giờ sáng. Nên là mọi người cứ tới công chuyện vì đi. Tập ngày hôm nay sẽ là một địa điểm ăn đêm mở đến tận 2-3 giờ sáng ngay đường Hoàng Diệu 2 chất lượng, dành cho bạn nào cứ đêm đến thì đi coi múc ban đói nè. Tụi mình ở Thủ Đức xin chào. Đêm nay hai đứa tôi với chiếc bụng đang đói cồn cào thì quyết định xách cái xe qua đây để làm một cái bản đồ nướng thật là hoành tráng, chạy nhanh con đường tối om. Dù chỉ có chiếc tiệm gia đình thịt xiên nướng này còn sáng đẹp, với cái dàn thịt xiên nướng này thơm phức từ xa, nhìn mấy bạn tụ tập ngồi trò chuyện với nhau mà tôi ước gì được hòa nhập luôn á. Đợt này thì menu ở chiếc quán quen của tôi vừa bán thêm đồ nướng và lẩu dây cũng hạt dẻ, như cái combo 149 cạnh này thì sẽ có bò tùng xẻo, nầm sữa nướng, ba chỉ heo rau ăn kèm vào khoai tây chiên. Trước khi ăn thì mình sẽ uống một ly trà dâu là 30 cạnh, chua chua ngọt ngọt, ăn với đồ nướng là mấy món đồ chiên là siêu hợp. Còn cái này là trà trái cây nhiệt đới 35 cặp. Mọi người đến xem là tổng thiệt hại của cái bàn ăn này khi mà quay series đu đêm là hết bao nhiêu tiền nha, thì coi đến cuối clip. Đầu tiên là mình sẽ gọi combo 149.000 dành cho hai người, sẽ có một cái phần nầm sữa nướng như thế này, cái này là bò tùng xẻo, cái thịt cái này là ba chỉ heo ăn kèm với lại khoai tây chiên, và phần một đĩa rau như thế này là 149.000 thì cũng khá là ok đúng không? Cái này sẽ là ba chỉ heo nầm sữa nướng treo. Ê, cũng nhiều phết ha. Bò tùng xẻo nha. Ở đây thịt mình thấy khá là tươi, kiểu không phải giống như mấy cái thịt mà đông lạnh, nó thơm quá, cái mùi bò thơm xỉu. Trong lúc mà đợi đồ nướng chín ấy, thì mình sẽ ăn cánh gà nướng mật ong 50 đồng một phần, thì sẽ có hai cái đùi, à lộn, hai cái cánh bự như thế này, hai cái cánh chứ. Mềm, thơm, ăn cái cánh này là no luôn, tại vì nó khá là nhiều thịt nha. Cái này là chân gà nướng, còn cái này là thịt xiên nướng phô mai 15 cạnh một xiên. Mình thấy đến đây thì mọi người hay ăn những cái món này nhiều quá. Cái phần chân gà, cái phần lớp da thì cực kỳ kiểu thấm đẫm cái gia vị luôn. Bạn nào thấy ăn cái sự béo ngậy thì có thể gọi cái này, thịt siêu mềm luôn. Khi mà ăn cái combo này thì cái đĩa rau cho kèm này thì mọi người sẽ xào cho mấy thịt luôn nha. Nếu như bọn mình không biết, bọn mình để ngoài đây, bọn mình nước thịt xong mới cái tỏi các thứ, mình sẽ bỏ vào đây xào chung với thịt luôn. Thế mình sẽ xào một ít thôi. Bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng bò tùng xẻo. Cái miếng bò nó siêu thơm luôn, mà nó kiểu nó dày dặn á. Ăn thêm một miếng nữa nha. Bò tươi, cái miếng nó dày dặn nè, thơm, thơm cái mùi mà hồi nãy thì mình thấy có nước ướp tỏi, nằm sữa nướng, dai, cái nó cháy xém thì sẽ ngon hơn. Đúng là đồ nướng là phải kiểu cuốn rau ăn cùng á. Nói chung là tổng kết lại thì mình thấy cái phần mà 149.000 này mọi người ăn hai người là có thể no nha. Cuối cùng là món lẩu gà tiềm ớt hiểm 179.000, ăn kèm với lại một đĩa rau và một cái hai vắt mì. Cái nồi này nó thơm đến mức mà giống như mấy cái nồi mà mình xông để cho khỏe mạnh á. Cái phần thịt gà kiểu nó không quá dai cũng không quá mềm, nó ở cái phía giữa đó đó. Mà cái muối tiêu chị này chị pha khá là ngon nha, kiểu nó mặn ngọt vừa phải, mình biết pha kiểu này nè. Nhưng mà tượng cay, nhưng mà kiểu cái vị cay nó vừa phải, ở ngoài mà trời mưa nữa thôi ấy là perfect. Tôi thấy chiếc quán bán đêm này quá là ok le, đa dạng món từ đồ nướng đến lẩu và các món ăn vặt không thiếu thứ gì. Tổng kết lại bàn ăn ngày hôm nay của mình hết có hơn 500 cạnh một xíu thôi à, mà từng đây món lận luôn á. Chị chủ kêu là đặc biệt có loại thịt cũng nhập tươi mới mỗi ngày để chế biến, nên là khi ăn mình cũng có thể cảm nhận được. Một tập đu đêm phải nói là 10 điểm luôn á, tham khảo thử nha. Bye bye.